Xin chào tất cả mọi người, hôm nay xin giới thiệu một loại xin nước rất là nhỏ gọn, hữu ích cho mọi người nhé. Đây là loại xin nước rất là nhỏ gọn, cầm lòng bàn tay. Chúng ta có thể để ở túi sách, để ở cốp xe mà chúng ta không cần phải mang bàn chải, mang mút đi vì ở đằng trước nó đã có cái mút sẵn rồi. Chúng ta có thể vừa đi vừa dùng. Đi ra ngoài chúng ta có thể dùng được rất là tiện lợi nhé. Chúng ta chỉ cần ấn mở ra đã có miếng sút, chúng ta chỉ cần ấn xuống là xi nó sẽ ra rồi. Đó các bạn, nhìn thấy không ạ? Sau đó chúng ta dùng cái mút xốp trắng này chúng ta bôi. Rất là bóng và tiện lợi ạ.